chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang có mặt ở trong một tổ đoàn quân trong trận đấu của SHB Đà Nẵng và PFP Hà Nội. Đây là trận đấu cuối cùng của Quang Hải cho PFP Hà Nội. Bây giờ mình sẽ vô đó nha. Để mua vé. Hôm nay có coi thử trận đấu diễn ra như thế nào. Ở đây là có hai hiệp, hiệp 1 và hiệp 2 luôn nha. Ở đây nó bốc rấm lửa nè. Yêu cái nó. Lấy đi cao luôn.